Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn đây. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2019. Mình xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người và tất cả những quý khách hàng đã mua hàng tại xưởng đồng hồ Tuấn Thành của mình trong thời gian vừa qua. Một lời chúc sức khỏe, chúc mọi người một tháng mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe và đạt được mọi điều mình mong muốn trong cuộc sống. Hôm nay tại Bắc Ninh ở chỗ mình đây thì đang mưa rất là to, mưa thì cũng không to lắm đâu, nhưng mà nó mưa cả ngày từ sáng đến bây giờ rồi. Hôm nay mình làm một cái video này, xin giới thiệu với tất cả mọi người những sản phẩm đồ gỗ, những sản phẩm đồng hồ gỗ, thì xác hơn là những loại mặt hàng đồng hồ gỗ, tại vì nhà mình là chuyên sản xuất các loại đồng hồ gỗ mỹ nghệ. Đây, như các bạn thấy đằng sau, đây đằng sau đây chính là những mẫu đồng hồ được sản xuất tại các cơ sở sản xuất, các xưởng sản xuất của xưởng đồng hồ gỗ Tuấn Thành nhà mình. Hôm nay mình xin làm một cái video này giới thiệu qua một số cái sản phẩm hiện tại đang được mọi người ưa chuộng và được dùng nhiều nhất. Bây giờ thì đây, mình xin quay lại cái capture. Đó. Mình xin đi từ bên ngoài vào nhé. Đây trước mặt mọi người chính là cây đồng hồ rồng cửu long được làm bằng gỗ mun hoa, lắp mặt đồng giả cổ. Mình cũng đã làm một cái video về cái sản phẩm này rồi, mọi người có thể vào xem chi tiết hơn. Bên cạnh đây cũng là gỗ mun hoa, cây này là cây tượng Cô Tiên. Đây chính là cô tượng Cô Tiên này và cái phần trương của nó này, hoa lá tây các thứ. Mình đục tất cả đều được đục bằng tay hết và làm đục rất là kênh mong. Đây, những cái phần này đều được đục kênh mong, được đục thông hết nhé. Tất cả đều làm bằng gỗ mun hoa, mun Lào 100%. Đó, phía bên cạnh đây chính là mẫu rồng tứ linh được làm bằng gỗ hương đá đỏ, chất gỗ rất là đẹp và hiện tại được mọi người rất là ưa chuộng vì giá thành của nó rất là phù hợp và gỗ này nó cũng rất là tốt và cái màu gỗ, màu vân của nó cực kỳ đẹp. Phía đằng sau cũng là mẫu rồng tứ linh được làm bằng gỗ mun đôi công, cũng là một dòng gỗ rất là đẹp. Đây, phía bên cạnh này chính là mẫu hoàng gia, mẫu hộp hoàng gia. Ở trên nóc này là nó còn có một cái hồ lô nữa. Đây, cái hồ lô của nó đây. Thì đang trong quá trình hoàn thiện. Đây chính là cái hồ lô của nó. Mình cũng đã có một cái video và cũng có vài hình ảnh về cái mẫu này rồi, rất là đẹp, được mọi người cực kỳ ưa chuộng, cực kỳ thích. Bên cạnh đây là cái mẫu hiện tại đang được săn đón và được mọi người ưa dùng nhất, đó chính là mẫu tháp tứ trụ vát. Tại sao lại gọi nó tháp tứ trụ vát thì mình cũng có rất nhiều video nói về những cái mẫu này rồi. Thì mẫu này chủ yếu được sản xuất hiện tại là hai dòng gỗ là gỗ hương đá đỏ và gỗ mun đôi công, hai dòng phổ thông nhất hiện tại. Đây, mọi người có thể thấy rất là đẹp. Cột nhà mình pha cực kỳ to nhé, cột rất là to và tất cả đều làm cột liền. Đây, gỗ thì được lựa chọn từ những phần gỗ tốt nhất và nhiều vân nhất để làm, để tạo nên một cái tác phẩm tuyệt vời như thế này. Thì kích thước của nó là 2m3 và nó phù hợp với mọi không gian. Cái mẫu này nó rất là đẹp, vì vậy nên được mọi người tin tưởng dùng rất là nhiều. Đó, cực kỳ đẹp luôn, rất là nhiều nhá. Mình bên nhà mình là có mấy xưởng sản xuất, thì có một xưởng chuyên sản xuất về cái dòng gỗ này và cái mẫu này, chuyên chỉ làm một loại đấy thôi. Đó, tại vì cái mẫu này được mọi người đặt nhiều quá nên phải có xưởng chuyên về nó. Và đây cũng là mẫu hoàng gia này, nhưng mà đây là bằng gỗ gõ này. Gỗ gõ cũng là một chất gỗ cực kỳ tốt nhé. Đó, cái mặt quỷ này, đây mặt quỷ hoàng gia cực kỳ tuyệt vời. Phía bên cạnh đây, đây chính là cũng mẫu tháp từ trụ vát này, nhưng mà cái này cũng là bằng gỗ mun đôi công, nhưng mà nó chưa được xử lý nên là nó còn đen. Thì khi được xử lý rồi nó sẽ sáng màu ra như thế này, rất là đẹp. Đó. Phía đây là cái bệ của mẫu tứ trụ vát này, mọi người có thể thấy bệ của nó trông rất là đẹp, cực kỳ hầm hố. Cột thì tất cả đều là cột liền nhé mọi người này.
bột là được lựa chọn vân cực kỳ kỹ, rất là tuyệt vời. Đó, đây là cột của cái mẫu tứ trụ, nhưng mà mẫu này là mẫu không vát, mẫu này là mẫu vuông. Đó, mọi người có thể thấy vân gỗ này được lựa chọn vân gỗ cực kỳ kỹ nhá. Những đường nét hàng ngang này, những cách lựa chọn gỗ này thì không phải người thợ nào cũng có thể làm được. Mình phải lựa chọn ra những người thợ có kinh nghiệm nhất và để lựa những cái phần gỗ tốt nhất và làm những phần hàng ngang nó sắc nét nhất để trao tới mọi người những sản phẩm nó đẹp nhất. Đó. Thì đây nữa là cái mẫu này là mẫu cây lục giác, mọi người hay gọi là lục giác hay lục lăng đấy ạ. Mỗi người thì gọi một kiểu, tại vì nó có 6 góc cạnh. Mẫu này nó cũng rất là to. Đó. Cái bề rộng của nó cũng được độ 80 phân. Mình chưa đo lại. Đó, đây thì được làm bằng gỗ hương đá đỏ. Thì về chất lượng phun ở bên mình thì xin khẳng định với tất cả mọi người về riêng về phần hoàn thiện phun PU ở bên xưởng đồng hồ Tuấn Thành, thì mọi người sờ khi để kiểm tra chất lượng phun nó có tốt hay không này, mọi người sờ vào đây này, thấy nó mà trơn tru, sờ nó mát tay thì đấy là một sản phẩm đã được hoàn thiện rất là kỹ và phun thợ phun cũng cực kỳ là tốt. Còn khi mà sờ vào đây này thấy nó sạm sạm, mà sờ nó sạm nó không được mát tay lắm, nó không được trơn tru và mát tay thì đó là hoàn thiện rất là hoàn thiện không được kỹ cho lắm. Đó, cái này nó còn phần quả lắc quả tạ treo ở dưới thì mình chưa lắp hoàn thành. Đó. Thì bên này là cái mẫu tứ trụ cũng bằng gỗ hương đá đỏ mà mình chưa lắp được máy lên. Đó. Vừa phun về chưa lắp máy lên, chưa lắp mặt. Đó. Thì phía bên này đây chính là cái mẫu, mình cũng làm một cái video về mẫu này rồi, mẫu tháp tứ trụ vát. Là đơn đặt hàng của một anh này ở bên Hàn Quốc, đi làm bên Hàn Quốc, thì anh có đặt hàng bên xưởng mình và làm và để ở đây, anh ấy vài hôm nữa anh ấy về thì anh lên anh trở về sau. Đó, mẫu này rất là đẹp, rất nhiều người hỏi mẫu này rồi. Đó, cực kỳ tuyệt vời. Đây, phía bên cạnh đây chính là mẫu, đây trước mặt mọi người đây chính là mẫu hoa lá tây, được làm bằng chất liệu gỗ mun hoa, một dòng gỗ rất là tốt và có những đường vân cực kỳ tuyệt vời, chất gỗ tốt, vân tuyệt vời và được mẫu mã cực kỳ đẹp bắt mắt. Cái mẫu này thì mọi người hỏi rất là nhiều, mình làm không làm được kịp để trả cho mọi người. Lắp mặt này, mặt tất cả mặt đồng hồ là mặt hàng công ty, hàng Sunny Hàn Quốc nhá. Những cái hàng máy, tất cả các loại máy khi được mọi người mua ở xưởng đồng hồ Tuấn Thành đều được bảo hành 5 năm, lỗi một đổi một miễn phí cho tất cả mọi người. Ở phía bên cạnh đây nữa là mẫu đồng hồ hộp sừng trâu, hai mẫu này đều là mẫu hộp sừng trâu nhưng mà được làm bằng hai chất liệu gỗ khác nhau. Đó. Đây là mẫu hộp sừng trâu được làm bằng chất liệu gỗ mun hoa. Đó. Đây cũng là một đơn, là mẫu này được làm theo đơn đặt hàng. Tất cả nhà mình làm hầu như đa số toàn là làm do mọi người đặt hàng đấy. Đấy, mẫu này thì nó thấp hơn mẫu này mấy phân, do mọi người đặt hàng theo kích thước của cái diện tích kê của nhà mình nên mình sẽ làm theo yêu cầu của tất cả mọi người. Đây là dòng gỗ mun đôi công đã phun này, mọi người sờ những cái đường này cực kỳ nhẵn. Nếu mà riêng về cái dòng gỗ mun đôi công này mà nơi nào mà hoàn thiện nó không kỹ thì sờ cực kỳ giáp tay và nhìn trên những cái đường này, những cái phần gỗ này nó có những cái tăm đấy, là hoàn thiện nó không được tốt. Hoàn thiện tốt nó phải nhẵn và sờ nó trơn tru mát tay, đó mới gọi là hoàn thiện nó kỹ. Đó. Và được lựa chọn từ những đường vân vân gỗ rất là đẹp. Mọi người có thể thấy đó. Phía bên cạnh đây nữa chính là mẫu đồng hồ tứ linh, cũng là mẫu tứ linh được làm bằng gỗ hương vân. Đây được làm bằng gỗ hương vân, phun dạ hương, phun màu đỏ dạ hương này, vân rất là nhiều, mọi người có thể thấy. Tứ linh chầu bán nguyệt đây, tứ linh chầu nguyệt đấy. Rất nhiều mẫu đồng hồ được sản xuất tại xưởng đồng hồ Tuấn Thành. Thì đây phía bên này còn có mấy mẫu nữa nhưng mà nó bị che kín rồi thì không quay được hết cho mọi người. Thì mọi người đây chỉ là cái cửa hàng để mình trưng bày hàng để cho mọi người vào xem. Nó có nhiều mẫu mã.
khi mọi người vào xem nó có nhiều mẫu mã để mọi người có thể lựa chọn. Còn xưởng sản xuất của bên nhà mình thì có rất nhiều xưởng sản xuất, có mấy xưởng, 4 xưởng sản xuất, thì mỗi xưởng sản xuất chuyên về một loại khác nhau đó. Vì vậy nên mọi người đặt hàng mình có thể làm được theo yêu cầu của tất cả mọi người, và giá thành thì rất là phù hợp. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem cái video này. À, đây còn cái phần này nữa, đây chính là máy đồng hồ, thì mình cũng vừa nhập một lô máy đồng hồ từ nhà sản xuất về đó. À, cái này là độ mấy trăm bộ mình vừa nhập về để phân phối, và vừa bán lẻ vừa phân phối cho các cửa hàng đó, rất là nhiều. Đây là máy mặt tròn này, rất là nhiều loại mặt. Đây phổ biến là 4 loại mặt, là một do các cửa hàng đặt thì mình nhập 4 loại này về trước. Và đây là mặt vuông này, mặt vuông này là mặt chữ đồng rất đẹp nhá, kia cái mặt lắp trên kia rất là sáng bóng. Và đằng sau đây, đây chính là những cái mặt là mặt đồng giả cổ, hiện tại đang được mọi người cưa chuộng, được mọi người dùng rất là nhiều vì nó rất là đẹp, lắp lên cực kỳ đẹp và sang trọng, nó sẽ tôn lên cái sự sang trọng của cái sản phẩm của cái cây đựng hồ lên rất là nhiều. Đây những cái mặt này nữa, mặt này cũng là mặt được thêm một lớp đồng nữa đó, mặt rất là đẹp. Và trong này là cái mặt này là mặt ba lớp, đây mặt ba lớp đây, rất là dày, phôi cực kỳ dày và cứng, mọi người có thể thấy phôi rất là dày. Đằng sau còn có những cái vít nữa đấy. Đây cũng là cái mặt ba lớp đang được bó trong này để chuẩn bị giao cho các cửa hàng. Đó, phía bên trong này thì hàng mọi người, các đại lý cửa hàng đến lấy đi vãn bớt rồi. Đó, phía bên trong này mình để chật kín luôn mà mọi người lấy bớt đi rồi. Đó, rất là nhiều mẫu, rất là nhiều các loại đồng hồ khác nhau được sản xuất tại xưởng đồng hồ gỗ Tuấn Thành bên mình. Và mọi người nếu có nhu cầu đặt hàng hay là mua sản phẩm gì đó thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0966 995 686. Địa chỉ cửa hàng của mình là ở làng nghề thôn Nô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nếu ai có ở gần đó thì mọi người hãy qua trực tiếp xưởng mình để xem tất cả các mẫu mã và các mặt hàng trực tiếp để cho nó sờ thực tế vào, nó sẽ tốt hơn. Còn những anh chị nào mua qua mạng, mua qua online thì em cũng có quay cụ thể tất cả các mẫu mã và quay theo yêu cầu của tất cả mọi người, rồi quay mộc trước rồi em mới mang đi hoàn thiện nếu mà anh chị yêu cầu. Còn không thì em sẽ chuyển hàng luôn cho anh chị là hàng đã full rồi như kia. Tại vì xưởng em làm nó rất là uy tín, lâu năm nay rồi, nên mọi người được sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người rất là nhiều. Nên mọi người hãy cứ yên tâm. Đó. Rồi, hiện tại mẫu tượng vô tiên thì mình đang bán hết rồi. Và đang chuẩn bị sản xuất ra thêm một lô 30 cây nữa. Đó. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video này của mình. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video này của mình. Và nếu mọi người có nhu cầu, tại vì Tết cũng sắp đến rồi, mọi người có nhu cầu sắm cho gia đình mình, cho bạn bè, người thân, anh chị của mình hay sắm làm quà biếu, thì hãy liên hệ với em Tuấn qua số điện thoại là 0966 995 686 để em có thể được phục vụ các anh chị, để em có thể được tư vấn cho các anh chị những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ làng nghề tại Bắc Ninh một cách tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video này, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em có thể cập nhật được nhiều hơn nữa những cái mẫu mã, những cái sản phẩm mới tới tất cả mọi người, để em có thể được phục vụ tất cả mọi người một cách chu đáo và tốt nhất. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video này, và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của em. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.